Tại Hà Tĩnh, thì do ảnh hưởng của bão số 4 đã có mưa vừa đến mưa to kèm theo gió lớn và triều cường. Tại tuyến kè biển thuộc thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên sẽ ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tập trung khắc phục, gia cố các điểm xung yếu trên thân kè. Tại tuyến kè biển thôn Hải Nam, hàng trăm người khẩn trương gia cố lại hàng chục điểm sạt lở trên thân kè nhằm giảm bớt thiệt hại khi sóng biển dâng cao. Cẩm Nhượng là một cái điểm địa bàn cửa lạch và vùng xung yếu. Đặc biệt là cái tuyến kè biển của Cẩm Nhượng được đầu tư xây dựng cũng khá lâu. Vì vậy nó đã xuống cấp trầm trọng. Để đảm bảo được cái an toàn tuyệt đối cho người dân Cẩm Nhượng cũng như là chống cái sạt lở của tuyến kè này, thì Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão xã đã triển khai hơn 200 lao động và hàng trăm khối đá để như vậy là khắc phục các cái tuyến sạt lở. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng thời gian gần đây do thiên tai, bão lụt, nước biển xâm thực đã làm sạt lở hư hại nghiêm trọng đoạn qua thôn Nam Hải hàng trăm mét. Trước tình hình trên, chính quyền xã đã bố trí các rọ sắt, chở xe đá tập kết sẵn sàng ứng phó với thiên tai.